Tín xin kính chào các bác. Trong video của ngày hôm nay thì em giới thiệu với các bác về chiếc đồng hồ cây trong phân khúc tầm trung giá rẻ của thương hiệu Howard Miller. Tuy là trong phân khúc tầm trung nhưng cái chiếc đồng hồ cây này có âm thanh rất là hay, và một cái điều đặc biệt trên cái chiếc đồng hồ cây này đó là nó sở hữu cỗ máy có chế độ là tự động chuyển bài nhạc. Tức là cái chiếc đồng hồ cây này là 12 gông 12 búa, chơi được 3 bản nhạc và nó có cái tính năng là tự động chuyển bài nhạc đó các bạn. Vâng, sau mỗi một tiếng, tức là sau mỗi một giờ ấy, thì nó sẽ tự động chuyển một bài nhạc. Đó, ví dụ như là cái giờ 8 giờ thì nó chơi bản Westminster, thì đến 9 giờ nó sẽ chơi bản Westminster, và đến 10 giờ nó sẽ chơi bản St. Michael. Đó, một cái chiếc đồng hồ cây có kích thước nhỏ nhắn vừa vặn trong phân khúc tầm trung giá rẻ, và bên em giao lưu với các bác mức giá chỉ 36,5 triệu thôi các bác nhé. 36,5 triệu mà sở hữu cỗ máy ấy, mang tới âm thanh rất là hay và có chế độ là tự động chuyển bài nhạc rất là hữu ích. Chiếc đồng hồ cây này thì có mã số bên em là HVK622, có chiều cao là 2m12, chiều ngang là 57 và chiều dày là 33 cm. Vâng, chiếc này thì sở hữu cỗ máy đến từ thương hiệu Kianizer, cỗ máy 12 gông 12 búa, chơi được 3 bản nhạc. Đó, và có chế độ là tắt chuông điểm giờ và tắt chuông nhạc, cũng như là một cái chế độ rất hay em vừa giới thiệu đó, là cái chế độ là tự động chuyển bài nhạc các bác nhé. Chiếc này thì có kích thước nó không quá lớn, và kích thước nhỏ nhắn vừa vặn. Thì những bác nào đang tìm cho mình cái chiếc đồng hồ cây nó vừa vặn đó, thì cái chiếc đồng hồ cây mà em đang giới thiệu đây thì rất là hợp lý. Nó sở hữu kiểu dáng truyền thống này, với phần phía trên đỉnh có con tiện và hai cụm gỗ thiên nga. Ở đây thì nó giống hai cái sừng trâu hơn, nên là ở Việt Nam thì khi cái đồng hồ cây này về đó, thì các bác, đặc biệt các bác trong miền Nam hay nói một cái từ rất là thân thuộc, đó là cái sừng trâu. Phía dưới là cái cánh cửa. Chiếc này thì có hai cánh cửa riêng biệt, đã như các bác quan sát ở đây, hai cánh cửa riêng biệt. Phía bên hông này, cánh cửa mở cánh cửa lùa. Đó, và phía dưới này, đó là tấm kính mài vát, đó, mài vát bốn góc. Phần mặt trước này cũng thế ạ, tấm kính mài vát bốn góc. Vỏ ngoài của cái chiếc đồng hồ cây này thì được làm từ gỗ anh đào, và nó có cái màu nâu đỏ các bác nhé. Màu nâu đỏ, và đây cái phần chân đế nhiều tầng đó. Có thêm những họa tiết rất là đẹp mắt, đấy, được chỉ phân tầng đây. À, góc. Rồi mặt trước là hai cái thân cột, đó, hay là gọi là hai cái cột sậy. Đối với cái miền Nam thì các bác hay gọi là hai cái cột sậy. Phía góc này là bốn cái bản lề, còn nguyên bản rất chắc chắn. Chiếc đồng hồ cây này trong tình trạng rất là mới các bác nhé. Và ở đây em đã mở sẵn cái cửa này ra để lát nữa em sẽ quay tới âm thanh để các bác cảm nhận. Máy thì rất là đẹp rồi. Máy bên em cam kết bảo hành cho các bác 5 năm. Các bác cứ yên tâm mà sử dụng, không có vấn đề gì đâu các bác nhé. Vâng, còn nếu mà phát sinh bất kỳ một cái lỗi gì thì bên em sẽ có cái trách nhiệm để xử lý cho các bác. Các bác cứ yên tâm đi. Ở đây tình trạng của ba quả tạ. Đó, ba quả tạ thì làm từ đồng mạ vàng và rất là mới và sáng bóng. Còn cái chiếc đồng hồ cây này em giữ lại một chút để các bác quan sát này. Đây, em rất là ấn tượng với cái con lắc đàn của cái chiếc đồng hồ cây này. Như các bác thấy không ạ? Con lắc đàn nó được làm từ kính pha lê. Đây, kính pha lê đây, em quay góc chéo là kính pha lê. Đó, cũng rất là ít chiếc có cái kính pha lê như thế này các bác nhá. Và xung quanh thì được thêm cái họa tiết này, cái họa tiết vào. Vâng, và cái điều chỉnh nhanh chậm của chiếc đồng hồ cây này thì các bác thấy là đây ở vị trí đây có cái con ốc này đây, để các bác vặn để điều chỉnh nhanh chậm trên chiếc đồng hồ mà. Bởi vì tuy là chiếc đồng hồ cây chất lượng kể cả cao cấp, tuy nhiên là đây là cái bộ máy cơ học các bạn, nên là nó không tránh khỏi có sai số, nên một tuần có thể sai số 1-2 phút là bình thường, thì các bác sẽ điều chỉnh bằng cái ốc này các bác nhé. Đó, đây. Và cái chiếc này còn có cả cái tấm kính ở bên trong, cái tấm kính lưng này, và rất là đẹp và rất là có cái tạo cho cái chiếc đồng hồ cây này nó có chiều sâu các bác nhé, rất là rộng rãi. Đối với các bác là không
ở nhà không gian nó không quá lớn thì cái chiếc đồng hồ cây này có kích thước của bạn rồi, và thêm cái phần kính này nữa thì làm cho nhà các bác nó rộng rãi hơn và nó có chiều sâu hơn rất nhiều. Đây là sổ bảo hành cũng như là cái lọ dầu tra chuyên dụng. Vâng, các bác khi cửa hàng Đồ Thị Tín giao lưu các bác thì sẽ là tặng kèm cho bác cái đồng hồ này, cái lọ dầu tra chuyên dụng này các bác nhé. Vâng, và khoảng tầm độ 1 đến 2 năm sau thì bên em sẽ xin phép qua để tra dầu vào cho các bác, và các bác chỉ việc sử dụng thôi. Vâng, chiếc này còn có cả đèn chiếu sáng ở bên trong các bác. Đèn chiếu sáng ở bên trong nó tác dụng là trang trí buổi tối thì bác bật đèn đấy nó cũng rất là lung linh. Và ở phía trên này thì là bộ phận mặt số với cái những cái họa tiết đường cong này đây, và cái nền ở phía bản mặt này thì cái nền màu nâu cà phê. Phía trên là thương hiệu Hugo Miller và cái lịch tuần trăng này đây. Đây các bác chú ý nhé, đây em đang để cái vị trí 8 giờ này, 8 giờ tối này thì nó không 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 di chuyển được cái mặt tuần trăng này đâu các bác nhé. Các bác để khoảng tầm buổi sáng hay là buổi chiều 12 giờ trưa 6 giờ thì các bác di chuyển này sẽ rất là dễ hơn bởi nó không bị khóa. Đây các bác quan sát ở cái bộ phận là cần gạt này. Và cái tính năng mà em giới thiệu các bác là tính năng là tự động chuyển bài nhạc, đó là cái chế độ là auto này các bác nhé, ba bản nhạc này, chế độ tắt chuông hoàn toàn và chế độ là tự động chuyển bài nhạc, tức là một tiếng nó sẽ chuyển một bản nhạc các bác nhé, theo thứ là lượt là West này, ST Michael và Whitney. Phía bên này là cần gạt thể hiện là cái chiếc đồng hồ cây này là có chế độ tắt chuông điểm giờ. À, một chiếc đồng hồ cây có mức giá chỉ 36,5 triệu thôi các bác nhé, và nó có cái tích hợp tính năng rất là hay. À, còn đây là bộ phận máy này, máy lớn vách dày. À, trên vách thì được chuyển các thông số kỹ thuật nơi sản xuất là Đức các bác nhé, cỗ máy cơ khí chính xác của Đức. Vâng, và cái phía xa kia là logo Kianizer, logo của thương hiệu sản xuất ra cỗ máy của chiếc hồ cây này. Các bác thấy bạn đây sản xuất tại Đức này, tại Đức ạ. Và đây ở vị trí này là gông, gông và vồ. Đó, các bác thấy nhưng mà ở gông thì cũng đã được cửa hàng nó đi vệ sinh bảo dưỡng rồi đấy ạ. Gông này thì sẽ là hạn chế sự oxy hóa nhất định cho cái gông này. Rồi bây giờ em sẽ test chuông để các bác nó nghe. Giờ là khắc 8 giờ 15 phút. Thanh rất ngọt ngào các bác nhỉ, em thấy âm thanh rất là nghẹn ngọt ngào và nó tròn tiếng. À, 8 giờ 45 phút. Thank you.
giờ các bạn. Đó, nó lại chuyển sang bản nhạc khác rồi đấy. Nhà em thì ở bên cạnh cái đường lớn thì nên là cũng có nhiều âm thanh của ô tô hay là xe máy đi ngoài đường, và thì có thể nó sẽ hơi ồn một chút thì mong các bác thông cảm. Thì sau những video sau thì em sẽ mang những chiếc đồng hồ cây này lên phòng tầng 2 để quay cho các bác nghe theo dõi và được rõ hơn. Vâng, và một chiếc đồng hồ cây của thương hiệu Hohwiller trong phân khúc tầm trung, mức giá chỉ 36,5 triệu và mang tới âm thanh rất là hay, cũng như là có tích hợp tính năng là tự động chuyển bài nhạc. Vâng, các bác quan tâm thì các bác gọi điện ngay tới cửa hàng đồng hồ Thức Tín bên em theo số điện thoại là 0902 02134, hoặc số thứ hai là 0868181333, hoặc các bác có thể truy cập trực tiếp vào trang web của bên em, đó là có tên là đồng hồ thức tín.vn, hoặc các trang fanpage, trang Facebook đồng hồ thức tín để cập nhật thường xuyên hơn những cái video mà bên em chia sẻ. Vâng, em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo mà bên em chia sẻ. Em xin kính chào các bác.